Điện thoại của bạn bị hỏng, đến ngay Max Mobile nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của X Studio và đây là bản tin X News ngày 18 tháng 3. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Thân mến, đúng như tuyên bố, từ hôm nay ngày 18 tháng 3, Xiaomi đã chính thức trình làng smartphone Redmi Note 7 Pro bản Trung Quốc. Phiên bản này về thông số tương tự phiên bản ra mắt tại Ấn Độ cách đây không lâu, nhưng nổi trội hơn nhờ được trang bị lớp phủ nano chống nước của B2i. Redmi Note 7 Pro sẽ có màn hình giọt nước kích thước là 6,3 inch, độ phân giải là Full HD+, tỷ lệ là 19:5:9, độ sáng tối đa là 450 nit và độ tương phản là 15.000:1. Phía xung quanh màn hình chỉ có kích thước là 1,95mm. Màn hình của máy cũng có chế độ hỗ trợ nhìn ngoài trời Sunlight Display và chế độ đọc sách Reading. Phía sau máy sẽ có camera kép bao gồm camera chính 48MP dùng cảm biến Sony IMX586, khẩu độ là f1.79 và camera phụ 50MP. Redmi Note 7 Pro cũng là thiết bị Redmi đầu tiên có chế độ ổn định hình ảnh chụp đêm lẫn hỗ trợ AI. Các tính năng chụp ảnh khác bao gồm IRIS, AI Portrait 2.0 và Studio Lightning, Studio Lightning Preview và khả năng quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình trên giây. Phía trước chúng ta sẽ là camera 13MP với tính năng AI Beautify, Studio Lightning Sense Detection Portrait Selfie cùng với khả năng mở khóa bằng khuôn mặt hỗ trợ bởi AI. Giám đốc cao cấp phụ trách quản lý sản phẩm của Qualcomm vừa tuyên bố rằng một công nghệ quan trọng sẽ được tích hợp vào con chip Snapdragon cao cấp tiếp theo. Và theo bà thì Snapdragon 865 ra mắt năm sau sẽ hỗ trợ chuẩn HDR10+. HDR10 là công nghệ do Samsung, Panasonic và Amazon hợp tác phát triển vào năm 2017 nhằm tăng chất lượng màn hình TV và smartphone. Sau đó thì Samsung tiếp tục phát triển HDR10+ để trang bị cho TV và bộ ba Galaxy S10 vừa mới ra mắt. Mặc dù nhắc tới cái tên Snapdragon 865, thế nhưng bà cũng không hề xác nhận rằng cái tên này sẽ là chính thức được sử dụng cho con chip flagship tiếp theo mà Qualcomm trình làng. Hiện tại thì Snapdragon 855 đã hỗ trợ HDR10+, nhưng là công nghệ của Samsung và không có mặt trên tất cả các flagship khác ngoài dòng Galaxy S10. Với việc Qualcomm tự phát triển HDR10+, thì các mẫu flagship Android trong tương lai sẽ đều có chất lượng ảnh tốt hơn. Bên cạnh việc chia sẻ về con chip này, thì bà cũng nói về các con chip Snapdragon hiện tại. Qualcomm vừa mới cập nhật bảng thông số cho các chip Snapdragon hiện có trên thị trường và tiết lộ khả năng hỗ trợ camera lên tới 192MP. Các thao tác điều khiển cử chỉ mới mà Google thêm vào trong Android 9 Pie mặc dù rất thú vị và hữu ích, nhưng vẫn bị nhiều người chỉ trích vì hoạt động không được mượt mà như mong muốn. Trong khi đó, thì Apple đã làm được quá tốt với các điều kiện cử chỉ trên iPhone X, khiến cho người dùng hoàn toàn quên đi nút Home vật lý. Và nhằm cải tiến các thao tác điều khiển cử chỉ trở nên mượt mà hơn và thực sự hữu ích hơn, thì Google có thể sao tập Apple một chút. Các nhà phát triển trên diễn đàn XDA vừa phát hiện ra những thay đổi đó trong giao diện Pixel Launcher trên Pixel 2 XL chạy phiên bản Android Q Beta, và trong menu Developer Option thì có một số thao tác cử chỉ mới đã được thêm vào và chúng rất giống với những thao tác cử chỉ trên iPhone. Những thao tác cử chỉ mới này gồm có hình ảnh chuyển đổi mượt mà hơn khi vuốt sang bên phải nút Home, khi muốn chuyển qua các ứng dụng khác, chuyển qua ứng dụng trước đó bằng cách vuốt sang bên trái thanh điều hướng. Giống như thao tác trên iPhone X, vuốt từ nút Home lên trên để trở về màn hình chính, bạn có thể mở giao diện các ứng dụng đang chạy bằng cách vuốt từ nút Home lên và giữ là ở lại. Cũng giống như thao tác trên iPhone X, bảng thông báo notification sẽ xuất hiện khi bạn vuốt xuống ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Nếu như tất cả những cải tiến này được thêm vào trong phiên bản Android Q chính thức, thì các thao tác điều khiển cử chỉ của smartphone Android sẽ rất giống với iPhone X, XS, XS Max hay là XR. Google thì sẽ chính thức ra mắt hệ điều hành Android Q tại sự kiện Google I/O diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến góp nào thì hãy để lại dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.